Ngày 3 tháng 8, hội thảo tổng kết dự án sàng lọc bệnh lao COVID-19 và một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến ở tuyến y tế cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình lao Quốc gia cho biết, đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới công tác phòng chống bệnh lao, từ đó làm trầm trọng hơn gánh nặng do bệnh lao vốn đã rất cao ở Việt Nam. Năm 2021, số bệnh nhân lao được phát hiện, điều trị giảm khoảng 23%, tương đương với khoảng 23.000 người nhiễm lao mới không được phát hiện và điều trị. COVID-19 cũng là nguyên nhân gia tăng khoảng 30% số ca tử vong do lao so với năm 2021. Theo thống kê, Việt Nam đứng thứ 11 trên 30 nước có gánh nặng về lao và bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất toàn cầu. Ước tính, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 169.000 ca bệnh lao mắc mới, 8.900 trường hợp kháng đa thuốc và có khoảng 14.200 ca tử vong. Từ giữa năm 2022, các hoạt động phòng chống lao đã dần trở lại bình thường. Đặc biệt, chiến dịch sàng lọc, phát hiện chủ động để các xã phường đã phát hiện 19.000 ca bệnh, cùng với số bệnh lao được phát hiện đã tăng 31% so với năm 2021. Theo thạc sĩ bác sĩ Lắc Quý Hương, khoa hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, lao phổi được coi là kẻ giết người thầm lặng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của hơn 1,5 triệu người mỗi năm. Bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Lao thì hiện tại Việt Nam vẫn là một trong 30 nước mà có tỷ lệ lao cao nhất thế giới, gánh nặng bệnh lao rất là cao. Lao phổi nó là một cái bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis gây nên. Tùy thuộc vào từng cái tình trạng sức khỏe của người bệnh mà cái thời gian ủ bệnh nó có thể khác nhau. Và trong cái thời gian ủ bệnh ấy, thì thường là người bệnh sẽ không có hoặc là rất là ít có những cái triệu chứng. Bởi vậy cho nên là theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là của Bộ Y tế thì với những cái đối tượng mà có nguy cơ, ví dụ những người mà sống cùng nhà hoặc là tiếp xúc gần với những bệnh nhân lao, hoặc là những cái bệnh nhân mà người ta có những cái yếu tố nguy cơ cao như là bệnh nhân HIV chẳng hạn, thì kể cả là bệnh nhân không có triệu chứng gì về lao thì vẫn được khuyến cáo là cần phải đi khám để sàng lọc lao trước khi có triệu chứng. Còn với những trường hợp lao tiến triển thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng phổ biến nhất, đấy là triệu chứng ho, có thể là ho có đờm, ho khan, thường là ho kéo dài. Bên cạnh đó bệnh nhân có thể có những triệu chứng đấy là sốt, thường có thể sốt nhẹ, sốt về chiều, bệnh nhân có thể có gầy sút cân, có triệu chứng đổ mồ hôi về đêm, người ta gọi là đổ mồ hôi, gọi là ra mồ hôi trộm. Một số bệnh nhân thì có thể có triệu chứng đau tức ngực hoặc là khó thở. Tuy vậy thì bệnh lao là một cái bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi, mà rất nhiều trường hợp là sẽ không để lại những cái di chứng gì đáng kể nếu như mà người bệnh được chẩn đoán sớm, được điều trị đúng và đủ phác đồ. Hiện tại cái phương pháp điều trị chính của bệnh lao vẫn là các cái thuốc kháng lao. Tùy thuộc vào cái thể trạng cũng như cái mức độ bệnh của từng người bệnh mà bác sĩ có thể sẽ chỉ định cho người bệnh sử dụng những cái phác đồ khác nhau. Ngoài ra nữa thì người bệnh lao có thể sẽ cần phải có những cái điều trị hỗ trợ về mặt dinh dưỡng, về mặt phục hồi chức năng hô hấp, hoặc là những cái bệnh nhân mà có tràn dịch màng phổi chẳng hạn thì có thể sẽ phải điều trị chọc hút dịch màng phổi. Hiện nay thì ở tại Việt Nam chúng ta có một cái mạng lưới về điều trị thuốc lao rất là rộng khắp trên toàn quốc. Chúng ta có cái chương trình chống lao quốc gia, nên là cái việc tiếp cận với cái điều trị lao tại Việt Nam dành cho các người bệnh nhân bị bệnh lao là rất vô cùng thuận lợi.